Đi Về Đâu của Tiên Tiên. Còn cái bài đó lúc mà nó ra thì chị đang bận nghe bài Đôi Tay Chân Buông cho nên không có bấm vô nghe nhiều. Ok, hôm nay chị đã thấy chị gọi đó, trong tuần sau chị mới làm. Ngày này thời gian bên nhau lâu dài, vậy mà giờ đi em đâu hay? Trái tim anh đang buồn nhiều. Và nhìn bóng anh đang dần xa, và mưa kia đang cuốn đi. Vì sao yêu giờ ta đành thề? Người trong trái tim mong nhớ, tình yêu em vẫn thế nhưng chẳng ngờ. Chỉ còn em và nhiều nỗi đau, hình bóng anh đang dày xéo gọi lòng em. Thì hạt mưa rơi xuống em, khiến trái tim em đau. Nhưng làm sao vơi đi nỗi nhớ thiết tha? Dù như đã quá lâu lắm, những giờ sao lạnh hơn, anh đành trốn xa. Những ký ức trong em cứ mãi sâu trong tiềm thức, việc mình tình nhất em bị đâm mất anh. Trời đang đổ cơn mưa hay tự chính lòng em như đang sụp đổ. Ngược lại những kỷ niệm mong manh chỉ tiếc tin mình cho qua nhanh. Em sẽ để anh biết khi chính cánh anh cần một người mời ở bên em. Anh vẫn nghĩ nhiều về cô ấy, bởi vì khi em nhìn thấy trong mắt anh cô ấy thật tuyệt vời. Ly này nó lì ghê ta.